Tại sao chúng ta phải đi học với ISC? Bây giờ thứ nhất là chúng ta muốn gì ạ? Đúng rồi, muốn hiểu mình. Trước tiên, cái bước đầu tiên là các bạn phải nhận ra mình là ai hả? Mình thuộc cái phong cách nào? Cái cách đối xử mình là như thế nào? Đó là mục tiêu của khóa học này. Bước đầu tiên là chúng ta phải nhận ra mình là ai. Bước thứ hai là chúng ta phải nhận ra người khác, cái người đối diện mình á, cái người đang nói chuyện với mình á, khách hàng của mình á, nhân viên của mình, họ là ai. Bước thứ ba là chúng ta phải gì ạ? Phải biết cách, sau khi chúng ta nhận ra rồi, chúng ta phải biết cách gì ạ? Đối xử người khác theo cái cách mà họ mong muốn được đối xử. Mình nói các bạn không ghi là bỏ qua luôn đó nha, những cái điều nào là không có nốt lại đó. Và bước thứ tư là giúp cho các bạn xây dựng đội nhóm bán, xây dựng cái đội nhóm thành công về nhân sự, về bán hàng. Bước thứ năm giúp cho các bạn lãnh đạo tốt, các bạn trở thành một người lãnh đạo tốt, một người quản lý tốt. Và bước thứ sáu là giúp cho bạn trong cuộc sống. Mình kể cho bạn cái ví dụ. Lúc xưa năm 2010, năm 2011 á, chỉ 2012, 13 nữa mình cũng có nữa. Thì khi mà mình mở ra những chương trình như vậy thì các tỉnh họ hay mời mình, mà hồi đó mình cũng hay đi các tỉnh lắm. Hồi kia mình lên trên Đắk Lắk rồi có lần mình được mời ra đứng lớp chia sẻ ngoài Quảng Bình thì mình vẫn cứ chia sẻ theo cái cách của Sài Gòn. Mà các bạn ở Sài Gòn thì cái tốc độ các bạn học nhanh hơn, cái tư duy các bạn nó mở hơn, các bạn hình dung ra điều này là chứ mình cứ chia sẻ theo cái cách của Sài Gòn thì nó như thế nào ạ? Thì mình cũng yêu cầu các bạn nó làm high five, mình yêu cầu các bạn nó làm tốc độ rất là cao. Thì tự nhiên các bạn ở đó người ta nó như thế nào, họ rất là ngỡ ngàng và gần như là họ không có bắt nhịp kịp. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Nghĩa là mình đang nói người ta theo cái cách gì? Mình muốn. Theo cái cách của mình muốn. Các bạn có hiểu ra điều này chưa? Ok không ạ? Và cái cách giao tiếp như vậy nó có giúp cho chúng ta thành công không? No. Tức là mình đang bắt người ta làm theo cách của mình muốn. Mình muốn người ta giao dịch theo cách của mình muốn. Các bạn hiểu chưa? Đó. Cái tốc độ của Sài Gòn nó nhanh hơn các bạn. Rồi mở hơn, các bạn nhanh nhẹn hơn. Ok, các bạn sẵn sàng tiếp thu những cái mới thôi. Mà cái cách các bạn có tỉnh từ họ chậm hơn, họ nhẹ nhàng hơn, họ bắt kịp từ từ hơn. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Mà hồi đó mình chưa có nghiệm là mình cứ làm theo cách của mình muốn. Và hầu như là các bạn nó rất là sốc. Sau đó thì sao ạ? Sau đó thì bắt đầu mình mới lần lần mình mới nhận ra và mình hiểu hơn. Ok chưa? Và bắt đầu mình cũng giảm cái tốc độ lại. Ok chưa? Mình đi từng bước thì mất hết cả một cái buổi sáng thôi. Là cái tốc độ nó chậm thôi. Lần lần các bạn như thế nào? Các bạn thích nghi được. Ok chưa? Các bạn thích nghi được. Buổi chiều là bắt đầu đẩy lên tốc độ nhanh, rồi sáng ngày hôm sau đẩy tốc độ nhanh thì mọi người rất là bình thường. Còn hồi kia mình chưa biết, mình làm theo cách mình muốn là như nó như thế nào à? Mình vô là mình nhanh liền, mình tập ra rất là nhiều người họ sốc. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Nó nghĩa là chúng ta phải đối xử người khác theo cái cách mà chúng ta muốn. Vậy thì trong bán hàng và trong làm lãnh đạo cũng vậy. Ok, chúng ta bán hàng theo cái cách mà khách hàng muốn. Ok chưa? Nghĩa là chúng ta giúp khách hàng mua hàng chứ không phải là chúng ta bán hàng theo cách mà chúng ta dễ bán nhất. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Ok các bạn ơi. Và trong làm lãnh đạo cũng vậy. Chúng ta phải biết động viên và khích lệ nhân viên để họ gì ạ? Họ đi theo mình. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Họ đi theo mình chứ không phải là ép họ, ra lệnh họ phải làm những cái công việc của mình. Các bạn hiểu ra điều này được chưa? Những cái điều mình vừa nói đó, người ta gọi là hành vi thích ứng. Các bạn hiểu chưa? Thích ứng là cái khả năng chúng ta thích nghi được. Các bạn hiểu ra điều này được chưa? Thích nghi với cái tình huống của người khác. Những cái điều mà nói là mình đang nói tới cái hành vi thích ứng. Nghĩa là chúng ta có khả năng thích nghi với tình huống của người khác. Cái người thích ứng là gì? Chúng ta thích ứng về
về các cái quy tắc cũ của họ các bạn thôi, mà chúng ta thích ứng về cái cách suy nghĩ của họ, thích ứng về cái cách giao tiếp của họ, chúng ta thích ứng để chúng ta thay đổi cái đi cái chiến lược của mình. Các bạn đưa ra điều này cho mà các bạn quan sát đi, tất cả những người thành công thì cái khả năng họ thích nghi và họ thích ứng tốt các bạn ơi, cực tốt, họ thích ứng rất là tốt các bạn, họ thích ứng rất là tốt đó. Và bản thân của chúng ta khổ vậy á, là khi chúng ta ra ngoài cuộc sống là chúng ta cứ mang cái gì ạ, mang cái của mình ra và bắt người khác phải gì ạ, phải làm theo mình. À, bản thân hồi kia mình mới có gia đình về cũng vậy, là mình luôn bắt vợ gì ạ, làm gì ạ, làm theo ý của mình. Các bạn nhận ra điều này là chưa, thì lắm mọi thứ bắt đầu cái bồn nó xảy ra. Các bạn đưa ra điều này chưa, cứ bắt người ta làm theo ý của mình là mọi thứ nó xảy ra. Vậy thì trong hai ngày này các bạn phải lấy ra được một cái nguyên tắc, người ta gọi là cái nguyên tắc bạch kim, mà của ông tiến sĩ Tony Alexandra đó, ông sẽ, đó là cái nguyên tắc là gì, luôn đối xử với người khác theo cách mà họ muốn được đối xử. Bởi vì khi chúng ta làm theo nguyên tắc đó thì mối quan hệ của chúng ta nó sẽ sâu hơn, nó thân thiện hơn, và nó kết nối nhanh hơn và giúp cho chúng ta thành công nó dễ dàng hơn. Các bạn đưa ra cái bài toán chỗ nào ạ? Chúng ta làm cho cái đó thì nó sẽ rất là dễ dàng. Và tất cả những người khách hàng, tất cả những người khách khách hàng, tất cả những người chúng ta đối diện á, hoặc là khách hàng chúng ta gặp á, không bao giờ họ nói cho chúng ta biết rằng là bạn phải bán hàng, họ không có bao giờ chỉ cho mình biết rằng là phải bán hàng cho họ như thế nào. Các bạn có hiểu ý của mình không ạ? Tuy nhiên họ luôn cho chúng ta ba cái dấu hiệu. Tất cả những người chúng ta gặp, họ có bao giờ nói là anh phải làm cách nào để anh phải yêu em, nó không bao giờ họ chỉ cho chúng ta đó. Ok chưa? Tuy nhiên họ luôn cho chúng ta ba cái dấu hiệu. Và ba cái dấu hiệu này nếu chúng ta nhận biết được là chúng ta biết tổng họ là ai. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ giải mã ba cái ký hiệu đó, và chúng ta làm sao chúng ta phải biết họ chính là ai và chúng ta đối xử với họ. Ba cái dấu hiệu đó là, thứ nhất là gì, qua lời nói tức là dùng ngôn ngữ để nói, qua gì, giọng điệu, và qua gì, quan sát. Họ luôn, bất kỳ người nào họ cũng cho chúng ta ba cái dấu hiệu đó. Nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta giải mã ba cái dấu hiệu đó. Qua lời nói đó chính là qua cái ngôn từ. Ví dụ những cái nội dung hồi nãy giờ mình nói đây. Mà các bạn viết nó ra giấy. Các bạn xem như các bạn không ngồi trong cái lớp này, ai nó viết toàn bộ những hồi nãy lời nói mình nói đây ra một cái tờ giấy, và bạn đâu ngồi ở nhà và người đó đưa cho các bạn đọc, thì các bạn có hiểu bằng như các bạn ngồi trong lớp này không? Không. Bởi vì sao? Nó cũng cái nội dung đó mà. Bởi vì sao các bạn không hiểu hiểu giống như ngồi trong lớp này? Không thấy lời nói. Ok chưa? Đó là một trong những cái cách chúng ta giao tiếp. Cái cách giao tiếp đầu tiên là qua gì? Qua ngôn. Ngôn từ, chúng ta cũng nghe những cái từ ngữ đó. Các bạn đưa ra điều này, chúng ta vẫn có nghe đúng cái nội dung đó, nhưng mà chúng ta vẫn không có hiểu được. Các bạn đưa ra điều này chưa? Và cái cách thứ hai là qua gì? Giọng điệu. Các bạn ơi, qua giọng điệu có lúc thì lớn, cao, có lúc thì xuống, thấp cái giúp lúc thì nhắn mạnh. Các bạn mà qua cảm xúc, qua những cái diễn tả thì tự nhiên bạn sẽ hiểu nhiều hơn là bạn chỉ nghe cái ngôn từ không, có phải không? Có phải không các bạn ơi? Ví dụ như hồi nãy giờ những gì mình nói đây, hồi nãy những gì mình nói đây mà các bạn không có ngồi trong đó này, mà các bạn là thu âm cái đoạn này về, ở nhà bạn ngồi bạn nghe qua thu âm thôi. Còn một người thì ngồi trong đó này thì người nào sẽ hiểu nhiều hơn?
đúng rồi, cái người ở đây họ sẽ hiểu như hơn, họ không có bằng cái người ngồi ở nhà nghe thu âm. Các bạn ơi, bởi vì cái người đó họ thiếu cái kia vậy, đúng rồi, họ thiếu cái hình ảnh, họ thiếu cái quan sát, họ chỉ có gì ạ, nghe không à. Mình đang nói với bạn này, các bạn hiểu nguyên lý, sau này bạn áp dụng bạn ba hàng đó, những cái điều này nó rất là quan trọng đó. Đang phân tích cái phương pháp khoa học ra phải không? À, cái các bạn hiểu điều này chưa? À, thì họ chỉ nghe không ạ? Nên là họ không có bằng các bạn đứng ở lớp này, tại vì các bạn thấy hình ảnh, các bạn thấy diễn tả, các bạn thấy được cái biểu cảm của mình, các bạn thấy những cái hành động mà làm cái gì, các bạn chúng ta điều nào không các bạn ơi? Và cái điều đó nó là cái quan sát bạn nó tốt không? Và nó làm cho bạn hiểu nhiều hơn. À, và bất kỳ người nào họ cũng bật mí cho chúng ta cả ba cái dấu hiệu đó. Các bạn hiểu ra điều này cho khi chúng ta nói đáp với họ thì họ đều bật cho chúng ta ba cái hiệu đó. Có mà. Và cái âm lượng, cái cảm xúc nó lên xuống nó quan trọng không? Quan trọng. Bây giờ ví dụ mình nói cái chữ ồ đi. Các bạn quan sát cái chữ ồ đi nha. Ồ nha. Ồ. Khi chữ ồ thì các bạn, ví dụ chúng ta gặp ai đó thì chúng ta hay nói cái từ gì ạ? Ồ. Vậy bây giờ cả lớp chơi chúng ta nè. Các bạn ồ cái từ ồ mà theo cái cảm giác nó rất là vui. Ví dụ tức là bây giờ các bạn đang gặp ai đó và các bạn vui, các bạn kêu chữ ồ thưa nè. Ồ. Các bạn. Ồ. Cái ồ nó vui đúng không? Cái ồ đó là ồ rất là vui, rất là gì? Rất là thích thú. Nó cả lòng rồi. Bây giờ các bạn ai gặp ai đó, bạn ồ theo kiểu rất là ngạc nhiên như vậy mà các bạn bắt đầu. Khá không? Rồi, bây giờ chúng ta gặp cái gì đó mà nó rất là kinh tởm, chúng ta ồ theo cái dạng kinh tởm thôi, các bạn bắt đầu. Nó khác không? Khá. Rồi, bây giờ chúng ta gặp ai đó mà chúng ta rất là yêu thích họ. Và các bạn nhìn vào người đó, các bạn nhìn vào người đó, các bạn ồ theo cái dạng mà mình rất là gì ạ? Mà yêu thích họ. Ồ cái chưa? Mà các bạn bắt đầu. Thấy ông kia, ông ồ không phải yêu thích mà ông ồ theo kiểu rất là khoái lạc. Ok bạn. Ông cái cách ông ồ rất là khoái lạc chứ không phải cách ồ đó là yêu thích. Các bạn chưa ra điều này chưa? À, ông này cũng vậy đúng không? Ông nhìn em ông ồ với cách rất là khoái lạc đúng không? À, ok bạn. Chúng ta quan sát hình ảnh qua âm thanh, qua giọng nói, ok chưa? Qua ngôn từ sẽ giúp cho chúng ta hiểu được người đó. Các bạn vô ra điều này chưa?